Trân trọng xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi tham gia Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 do Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Thủ Đức Austin thực hiện. Xin kính mời quý vị. Kính thưa quý vị, người đứng bên cạnh chúng tôi là ông Lê Văn An, Hội trưởng của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Thủ Đức tại thành phố Austin. Chào chú An. Chào đài SBTN, chào chú Đồng. Dạ. Thưa chú, hôm nay cháu đi cháu rất là mừng, tại vì cháu thấy hơn 500 người Việt tới đây để tham dự trong cái ngày kỷ niệm 19 tháng 6. Thưa chú có thể nói sơ về cái chương trình tổ chức của chú, chuẩn bị bao lâu và những khó khăn gì? Chương trình này là chúng tôi đã tổ chức, chúng tôi đã chuẩn bị trên 2 tháng. Và những cái khó khăn thì anh em chúng tôi cũng đều đã vượt qua hết. Và trong tất cả mỗi thành viên của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Từ vị Thủ Đức, kể cả các chị cũng như là các anh, mỗi người đều góp một tay và chúng tôi cùng nhau để mà chúng tôi làm cái gây quỹ này. Thứ nhất là kỷ niệm ngày 19 tháng 6, tức là Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một cái ngày rất là quan trọng đối lại với anh em quân đội của chúng tôi. Dù chúng tôi là những sĩ quan từ vị hay là những sĩ quan nghĩa là ở trong lực lượng là tình nguyện, thì tất cả chúng tôi đó cũng đều làm một cái việc giống như nhau, là bảo vệ tổ quốc và bảo vệ sự an cư lạc nghiệp cho đồng bào. Cảm ơn chú An rất là nhiều. Cháu cũng xin kính chúc chú nhiều sức khỏe để tiếp tục hoạt động phục vụ cộng đồng. Xin chào chú. Xin chào đài SBTN. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh chúng tôi là các hội viên của Hội Cựu Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố San Antonio cũng về đây để tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày 19 tháng 6. Thưa ông Dũng, ông là hội trưởng của Hội Cựu Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại San Antonio. Thưa ông, chương trình bao nhiêu người về đây tham dự ạ? Theo tôi được biết thì ở San Antonio chúng tôi lên đây khoảng 12 người để tham dự với cộng đồng ở Austin nhân đến ngày 19 tháng 6 và để nối rộng cái vòng tay với tất cả các cộng đoàn bạn ở tại Texas này. Cảm ơn ông Dũng rất là nhiều. Xin kính chào quý vị, đứng bên cạnh chúng tôi là họa sĩ Nguyễn Tiên. Xin kính chào họa sĩ Nguyễn Tiên. Thưa chú, hôm nay là cái ngày kỷ niệm Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chú đưa về thành phố Austin này một cái collection là toàn bộ tất cả những máy bay mà không quân Việt Nam Cộng Hòa đã bay trong chiến tranh Việt Nam. Xin chú kể lại một kỷ niệm nào đó về một trong những chiếc máy bay này. Về kỷ niệm đối với không quân thì ngày xưa tôi là sĩ quan không trợ của tiểu khu Gia Định, là coi như là điều không tiền tuyến, sĩ quan liên lạc giữa không và đất á. Thì thành ra tôi đi cái trực thăng giả thám nó 4 năm, đêm nào cũng đi trực thăng, riết là tôi thích máy bay, tôi phải làm những cái mô hình đó để cho giải trí. Cựu thiếu tá hải quân ông Trần Đỗ Cẩm đã từng có mặt tại Hoàng Sa và Trường Sa trong thời chiến tranh Việt Nam. Xin chào anh Cẩm. Xin chào anh Trọng và cũng xin kính chào quý vị thính giả đài SBTN. Thưa anh nghĩ thế nào về việc Trung Cộng đưa giàn khoan qua vùng lãnh hải của Việt Nam vừa qua? Đây theo ý kiến của tôi đó, đây là một cái hành động xâm lăng rất là trắng trợn, nhưng mà tôi không ngạc nhiên là bởi vì năm 1974 thì Trung Cộng đã lấy Hoàng Sa và người ta sẽ không dừng, Trung Cộng sẽ không dừng ở chỗ đó. Lấy Hoàng Sa chỉ là bước đầu và cái bước thứ nhì đó là sẽ lấy hết Biển Đông. Và đây là cái tôi nghĩ là đây là bước tiến thứ nhì của người ta, đưa cái giàn khoan vào cái lãnh hải, vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để coi Việt Nam phản ứng như thế nào. Và nếu mà Việt Nam phản ứng mạnh đó thì tôi nghĩ là họ sẽ chậm lại một chút, nhưng mà không sớm thì muộn thì người ta cũng sẽ lấy hết Biển Đông, Trung Cộng cũng sẽ lấy hết Biển Đông. Đây là cái bước tiến thứ hai của họ và bước tiến thứ ba là sẽ lấy hết Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị hướng về phía hội trường để theo dõi chương trình nghi lễ kỷ niệm ngày 19 tháng 6. Buổi lễ bắt đầu bằng lễ rước quốc quân kỳ. Sau đây chương trình lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày hôm trời, đến ngày ta khởi sông,
Tiếp đến là chương trình chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ chấm dứt. Đảng sống chết. Sau đây là một phút mặc niệm. Lễ truy điệu bắt đầu. Kính thưa tất cả quý niên, quý trưởng, quý chiến hữu đồng môn và kính thưa tất cả quý đồng bào, đồng hương tại Austin thân mến. Tôi xin được đại diện một lần nữa cho ba cơ chế của Tổng hội tụ sinh viên sĩ quan trường Điện của nước Hoa Kỳ gửi lời chân thành tri ân nồng nàn nhất của tất cả tập thể anh em sinh viên sĩ quan trường Điện của nước của chúng tôi đến tất cả quý đồng hương, quý quan khách, quý chiến hữu tại Austin. Và kính chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và mọi việc an lành. Trân trọng kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa chủ tịch cộng đồng Austin và San Antonio, kính thưa quý vị liên trưởng, huynh trưởng, quý hội đoàn, tụ đức, tụ nhân, nhảy dù, các anh em quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa, quý vị cùng các đại diện, các hội đoàn, văn hóa, truyền thông, báo chí, hội cao niên, thanh thiếu niên là thế hệ thứ hai, cũng như thế hệ thứ ba, cùng toàn thể quý vị quan khách. Kính thưa quý hội đoàn và toàn thể quý quan khách, kính thưa quý vị, trong nhiều năm qua, cộng đồng Austin và San Antonio và các hội đoàn của hai thành phố luôn luôn hợp tác trong các hoạt động có ích lợi cho cộng đồng. Mục đích của chúng tôi là duy trì tình đoàn kết và hy vọng cho sự đoàn kết. Chúng ta có tiếng nói và sức mạnh hơn để tạo những thành quả chung cho hai cộng đồng. Xin kính chúc chủ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa quý vị có đầy đủ sức khỏe và tinh thần minh mẫn trong câu tâm niệm tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị đại diện các đoàn thể và đồng bào có mặt hôm nay, trước tiên tôi xin cảm ơn Hội Thủ Đức cho tôi có dịp nói chuyện với tất cả mọi người ở đây. Đại diện cho ba cát cộng đồng người Việt, tôi xin gửi lời tri ân đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Xương máu và tuổi trẻ của họ để bảo vệ nước Việt Nam Cộng Hòa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Chúng tôi xin kính chào quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kế tiếp.